Chú lực sĩ này giỏi quá mẹ nhỉ, chú nâng tạ to thế. Ừ, các chú cũng tập luyện nhiều nên có thể làm được như vậy đó. Mẹ nghĩ Bo có làm được như thế không ạ? Bo cứ tập thể dục đều đặn, dần dần sức con sẽ khỏe hơn và con sẽ nâng được quả tạ đó như chú ấy. Con chào bố ạ. Chào hai đứa, nhìn xem bố mang gì về này. Cái gì vậy ạ? Đó là máy tập thể dục đó. Bố mua về mong nhà mình có thể chăm tập thể dục nâng cao sức khỏe. Thế bố tập thử cho bọn con xem đi. Đây, hai đứa lên tầng với bố nhé. Bố khỏe thế ạ? Nâng được cả mấy quả tạ to kia. Ừ, vì bố là người lớn mà. Hai đứa có tập thể dục thì cũng đừng tập cái này nhé. Chỉ cần tập bài thể dục bình thường là được. Uầy, trông bố tập thích thật, khỏe như Superman trong phim vậy. Bao giờ bố không ở nhà, mình phải thử mới được. Quái, sao quả tạ nặng quá vậy? Mình thấy bố còn nâng hai quả hai tay mà. Thôi, cố gắng nâng một quả vậy. Một, hai, ba, mười. Được rồi, hôm nay mình đã nâng được 10 cái, ngày mai mình sẽ nâng 20 cái. Động tác này cũng khó nữa, thích. Người mình cứ nghiêng ngả sang hai bên, không thể nào thẳng được. Thôi, cố giữ lâu lâu chút. Bồng ngô ơi, không hiểu tại sao tớ ê ẩm khắp người ý. Tay và chân tớ cũng rất đau. Nay Bo lên tập dụng cụ thể dục cùng bố đúng không? Ừ, tớ chỉ tập một ít thôi, nó không dễ như tớ tưởng. Bo có ý định tập thể dục là tốt, nhưng cậu đang tập sai cách rồi. Tại sao cơ bắp của tớ lại bị đau như vậy? Khi chúng ta bắt đầu đi đến phòng tập thể dục hoặc thực hiện một bài tập thể dục cường độ cao mới, cơ bắp của chúng ta bắt đầu cảm thấy đau. Cơ đau này được gọi là đau nhức cơ bắp khởi phát chậm hoặc DOMS. DOMS thường xảy ra sau các cơn co thắt lạch tâm. Là sao? Khi một cơ bắp được kéo dài và co lại cùng một lúc, nó được biết đến như một cơn co thắt lạch tâm. Ví dụ, khi chúng ta hạ một quả tạ xuống, cơ bắp tay của chúng ta đang dần thư giãn và kéo dài, nhưng đồng thời nó cũng còn co thắt để giữ trọng lượng nặng của quả tạ. Tương tự như vậy, trong tư thế ngồi xổm, khi chúng ta hạ thấp bản thân, cơ từ đầu đùi của chúng ta đang kéo dài, nhưng đồng thời nó vẫn co thắt để nâng trọng lượng cơ thể trên của chúng ta. Như vậy, sự căng thẳng trong cơ bắp được tạo ra, hay còn gọi là căng cơ. Cơ bắp của cậu sẽ có cảm giác như bị xé ra vậy, do đó gây ra đau nhức. Vậy là tớ tập sai cách ư? Đúng vậy, cậu còn nhỏ không nên tập những bài tập nặng như người tập gym. Cậu chỉ cần tập bài thể dục bình thường hay aerobic, chạy bộ hoặc chơi thể thao là được, kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng là có thể tăng sức đề kháng, nâng cao sức khỏe rồi. Ừ, cảm ơn bóng ngố nha, tớ hiểu rồi.